cho tất cả danh hài. Mình tin Robert sẽ là người sẽ phần thắng. Dạ em xin chào chị Việt Hương, anh Trấn Thành cũng như anh Đại Nghĩa cùng toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mạc Văn Khoa và em đến từ Hải Dương ạ. Em từ Hải Dương, em bay vào đây hay là em quê Hải Dương sinh sống ở đây? Dạ em quê ở Hải Dương nhưng mà sinh sống ở đây ạ. À, sống ở đây lâu chưa? Dạ sống ở đây nửa năm rồi ạ. Nửa năm. À, em nhớ giữ cái giọng nói của em nha, giọng nói của em rất đặc biệt. Cười cũng rất là tươi ngộ nghĩnh. À, em vào đây sống nửa năm, em sống bằng ngành nghề gì? Dạ em mới học xong rồi vô nhà chị ở. Học gì? Học ngành nghề gì? Dạ em học du lịch ạ. Du lịch. Du lịch. Hướng dẫn viên du lịch hay là học về cái điều gì? Khách sạn quản lý. Khách sạn ạ. À, rồi làm liền đi bạn, tôi thấy bạn thú vị rồi đấy. Ở đâu mà dẫn fan club theo vậy? Bóng bàn cái hũ hét quá, lý do cái gì? Hay giống hot boy quá. À, không phải fan. Sạch sẽ. Vệ sinh. Vệ sinh. Bạn đừng có khớp. Nếu như đây không phải fan của bạn mà bạn mới bước ra mà ta hú hé vậy là bạn đã lấy điểm. Việc thứ nhất, bạn đẹp trai. Việc thứ hai, tại sao mọi người ghẹo là sạch sẽ? Không phải nói bạn dơ giấy gì hết, mà đây là một cái hình ảnh đẹp. Sạch là sạch, kể như là nhìn không có bị quỷ hoại đi, hiểu không? Kể cho mình ghê đi. Nói chung là bạn là một cái người không có ngược đãi cơ thể mình bằng những bộ đồ xấu. Nói chung là chúng tôi, cả cái phim trường này, nói chung muốn nói với bạn là bạn sạch sẽ. Nói chung là được. Sẽ được chào đón Mạc Văn Khoa và Quang Trung. Hai anh em ra đứng sững như trời trồng vậy đó. Ông anh chính giữa già nhất mà nhoi nhất. Khoa là em lần cùng trẻ tuổi, sao cái mặt giống như ba vậy cưng? Bốn mùa rồi thì tới mùa thứ tư em mới là một nghệ sĩ khách mời, vui không em? Dạ vui ạ, em rất là thích chương trình này và em phải để đủ coi hết ba mùa để có những cái kinh nghiệm, những cái nhận xét nó thật là đánh giá cao sự tinh tế của em để mà em... Đừng nói trước, mắc công lát thua người ta chiếu lại khúc đề kỳ lắm. Chưa bao giờ có một nghệ sĩ nào mà để tham gia một chương trình phải coi tới ba mùa mới đủ kinh nghiệm tham gia một chương trình. Tại em, cái mặt của em nó thuộc cái dạng mặt cẩn thận. Cái khuôn mặt cẩn thận cho nên là cái gì em cũng phải kỹ. Cái mặt này mặt cẩn thận rồi, cái mặt nào mới là cái mặt sơ sót em? Anh không hình dung được cái mặt sơ sót là sao luôn á. Kiểu như mặt anh đấy. Không, mặt anh là kiểu sai sót đấy. Thật ra nhá, nếu mà mình phải nói về nhân tướng học em ạ, bây giờ mặt cẩn thận là mặt ít nhất phải như Quang Trung đấy, là người ta cẩn thận, da người ta trắng, người ta chăm sóc. Mặt em là mặt sỏi thận. Em hiểu không? Thận nhiều quá nó mới đen. Em hiểu không? Ôi, các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, các bạn trên lầu ơi, cảm ơn mọi người. Ủa gì vậy, giận trong trường hả? Không phải, Lâm xuất hiện ở đâu thì cũng có cái bài y chang vậy trơn đó. Lẽ ra còn cái khúc sau nữa đó Thành. Các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, trên lầu ơi, dưới nhà xe ơi, hai tay giơ lên nào. Đó. Dạ, lời nói đầu tiên cho danh nhân Thành Đạt cũng như là vận động viên Cự Tạ gửi đến tất cả mọi người là sức khỏe trọn trọng nhất ạ. Sau đây em xin được diễn tiếp cô bé bán diêm. Sáu mươi giây dành cho bạn, bắt đầu. Em là cô bé bán diêm, em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. À! Bố đã về, em quẹt hai que diêm. À! Mẹ đã về, em quẹt ba que diêm. À! 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 Cháy nhà. Sáu mươi giây dành cho bạn, bắt đầu. Ông trời ơi, tại sao vậy? Tại sao cho tôi một hình hài dạm dỡ to con như vậy mà bắt tôi phải đi móc bọc hoài sao? Cái gì vậy?
Cái gì vậy? Trời đất ơi, guốc bà nội ơi. Guốc. Trời đất ơi, guốc. Guốc của ai chụp ở đây vậy? Guốc của ai đây? Không biết nữa. Trời đất ơi, cái đầm đỏ. Phải thay đổi số phận thôi. I want to be one stop. Bạn một lần nữa bạn đưa ra tình huống hết sức bất ngờ làm giám khảo và tất cả mọi người cười. Anh chỉ lo cho em thôi khoa. Trời ơi, hát hay lắm. Làm thử một câu đi. Hồi lỡ nè, mà anh đừng có làm vậy sơ sót đó anh. Không, em hát bài tủ của em ạ. Ừ, bài tủ sao bolero ạ. Bolero vì sao nha? Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mất. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Mà đêm đã nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Mày táo bón hay sao mày hát à? Người ta phải mở mà em mới. Bây giờ tụi nó duyên quá rồi. Thức giải trí. Bây giờ chọn ai? Bây giờ hai đứa đều duyên rồi sao vậy? Chọn em đi anh. Ngoài nhan sắc và em có cái giọng hát của mình nữa. À, không. Ca một bài liền. Và đây là bài hát mà do một fan hâm mộ viết tặng riêng cho em. Xuất sắc. Và em xin trình bày ca khúc được mang tên Anh Dương Lâm Đồng Nai. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài không vui nên về đây đi băng lại chim. Em ơi, nó nghe này, không có khán giả nào mà sáng tác một cái bài mà nó kỳ cục dễ thương trời á. Em tự sáng tác, em viết giờ em nói đại đi em ơi. Em vô điệp khúc. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời căng thêm sương vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sớm hơn tảo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Còn Khoa, chân dạng hơi rộng thì em cái quãng em mới rộng về. Thì đó có nét tương đồng với em. Thì chắc cái quãng hát cũng rộng. Ghê quá. Tự nhiên bây giờ đứng dạng chân rộng là cái quãng hát rộng. Đó cái bẹt ngang luôn á. Là quãng ngang. Anh Nghĩa. Lớn tuổi. Ủa là chân rộng. Là hát quãng rộng à. Chân rộng là tự tin anh. Vậy là Sơn Tùng chắc hát rộng lắm hả? Không phải dạng vừa đâu á. Đúng rồi anh. Em nghĩ hay đấy. Còn em thì em nghĩ anh này không phải là dancer. Mà anh ta chắc chắn là sửa điện thoại. Sao mà cầm cái điện thoại vô nghĩa mà cầm hoài như vậy? Ừ không. Lâm ơi, nhà tài trợ đó Lâm. Em ơi, từ nay về sau em không còn có mặt trong chương trình này nữa em nha. Em xin lỗi, xin mời chương trình cắt khúc này giùm em. Xin mời chương trình. Lâm à Lâm, trên đời này không có gì là vô nghĩa em nhé. Dạ dạ. Chẳng hạn như việc livestream cũng không có gì là vô nghĩa cả. Với lại khi mà em thấy anh nhảy đó thì cái mặt của anh lúc nào cũng vậy nè. Rất là thần thái. Em phát hiện là anh chồng năng xứ. Mà thường thường những người chồng năng xứ không bao giờ hát hay như em với Uca. Anh sợ luôn. Em nghĩ anh này là hát dở. Tại vì khi mà làm năng xứ đó thôi, thì thôi. Cái tiếng lưỡi của mình. Khoan em chưa nói xong. Đừng nói năng xứ nữa. Hai ham. Gì? Tự nhiên mọi người tém môi lại hết. Em nghĩ là anh này không hát hay bởi vì răng sứ nó làm ảnh hưởng lắm. Nó ảnh hưởng tới thần kinh. Khi trồng răng sứ người ta rút tủy em phải không? Có. Cho nên nó ảnh hưởng tới thần kinh. Ủa cái đó mà rút tủy hả? Có rút tủy mới làm được anh. Anh chỉ nghĩ là nó bào cho nó đắp sứ vô thôi chứ. Dạ em là bị rút nên thần kinh em nó bị ấy. Người đầu chọc không bao giờ đội nón để giấu tóc làm cái gì hết á. Và em cũng nghĩ là bạn này theo dòng nhạc acoustic đấy. Gì? Dòng nhạc gì? Hả? Dòng nhạc đấy, cây trần nói lại cái gì? Acoustic. Cái gì? Acoustic. Acoustic. Những người mà giỏi toán ấy thì thường thường họ có những cái đi đứng với những cái để tay như này là nó không được chỉnh chu là chuyện bình thường. Bởi vì những người học giỏi khối A thường là những người hay kiểu như là tri thức và có những cái lọng cọng lắm. Ủa vậy những người giỏi khối B, C thì không tri thức hả? Em giỏi khối C cho nên là nhìn em nó rất là đi đâu ở đây, nó đúng, nó đâu ra đó.
người ta khối A, khối B, khối C mà tao thấy mình nói chuyện giống như có khối U nữa. Phải những người cái miệng mà size XXL nha em. XXL. Ờ, size cái miệng này khi mà hát là chắc chắn sẽ không được. Nó bị nhỏ, nó bị chúm chím quá. Cái miệng này thổi kèn đâu được, đó, thổi saxophone rồi đó, chúm chúm lại, chúm lại. Còn những người mà ca sĩ là phải cái miệng như em để có thể tống hơi ra. Cái miệng như anh là dùng để livestream thôi. Cái miệng như em là bán hàng, bán chợ trời. Cái miệng như em á là các bạn mình chắc các bạn phải dễ tới đây nè. Nhưng mà tập tạ vậy là hát dở đó. Phải không Lâm? Dạ đúng rồi, tập tạ là hát dở thường thường vậy. Khi là đã có tập tạ mà hát không hay thì livestream hay. Mọi người ơi, mình bỏ livestream thì em được mọi người. Em vẫn đang làm nghề mọi người ơi.